Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, cụm từ cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay công nghiệp 4.0 được nhắc đến nhiều tại Việt Nam và trên thế giới. Nhiều đánh giá đã được đưa ra về cuộc cách mạng công nghiệp lần này, rằng nó hàm chứa sự thay đổi lớn lao, không chỉ về kinh tế mà cả văn hóa, xã hội một cách toàn diện. Có lẽ nhiều quý vị đang băn khoăn là thế nào là cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động đối với thế giới chúng ta đang sống là gì? Các quốc gia đang ở đâu trong cuộc cách mạng này? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phần trình bày của biên tập viên Nguyệt Hà. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Anh Tuấn. Thưa quý vị, cách mạng công nghiệp lần thứ tư nghe có vẻ rất là vĩ mô. Nhưng thực sự chúng ta đang trải nghiệm rất nhiều sản phẩm của cuộc cách mạng này, như là gọi taxi Uber hay Grab, thanh toán trên mạng, sống trong căn hộ thông minh, phẫu thuật bằng robot, vân vân. Bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là mang thế giới ảo và thực xích lại gần nhau, và nó dựa trên nền tảng của ba cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từng có trong lịch sử. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất từ năm 1784 bắt đầu khi con người phát minh ra động cơ hơi nước. Nó đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên sản xuất cơ khí, thay thế hệ thống kỹ thuật cũ của thời đại nông nghiệp. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai từ năm 1870 đến khi mà loài người phát minh ra động cơ điện, sử dụng năng lượng điện để tạo nên nền sản xuất với các dây chuyền lắp ráp. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba từ năm 1969 xuất hiện khi con người phát minh ra máy tính, Internet, nên cũng được gọi là cuộc cách mạng số. Đây là thời kỳ mà máy móc tự động hóa thay thế phần lớn chức năng của con người. Và điều chúng ta đang chờ đợi, đó là chúng ta đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, được xây dựng dựa trên nền tảng của cách mạng số. Sự phổ biến của các công nghệ như vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, v.v. đang xóa nhòa mọi ranh giới và giúp con người, sản phẩm và máy móc tự kết nối, giao tiếp với nhau. Chúng ta đang bước vào một cuộc cách mạng công nghiệp có thể làm thay đổi cơ bản cách con người sống, làm việc và tương tác với nhau theo tốc độ và quy mô mà loài người chưa từng thấy. Đây là nhận định của giáo sư Klaus Schwab, chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Trong cuộc cách mạng 4.0, thì tiến bộ công nghệ sẽ tạo ra sự kết nối giữa thế giới thực, thế giới ảo và thế giới sinh vật. Và tổng hợp sau đây sẽ giúp quý vị hình dung những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 trong cuộc sống hiện nay. Thế giới của cách mạng công nghiệp 4.0 là thế giới số. Đó là thế giới của những ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, quốc gia thông minh. Với công nghệ vạn vật kết nối, những vật dụng trong nhà sẽ được trang bị cảm biến, kết nối và tương tác với nhau. Trên đường phố tràn ngập những chiếc xe tự hành. Công nghệ in 3D trở nên phổ biến, từ những chi tiết máy móc nhỏ hay thậm chí là cả một ngôi nhà. Tất cả sẽ được thực hiện bằng in 3D. Robot với trí tuệ nhân tạo dần thay thế con người trong sản xuất. 47% công việc ngày hôm nay sẽ có tỷ lệ 75% tự động trong vòng 20 năm nữa. Nếu quý vị còn nghĩ cách mạng công nghiệp 4.0 còn là một tương lai xa vời, thì hãy để tâm tới những chỉ dấu sau đây. Những chiếc xe tự lái vốn chỉ tồn tại trong phim viễn tưởng đang ngày càng phổ biến trên đường phố. Trong năm ngoái, phần mềm trí tuệ nhân tạo AlphaGo đã đánh bại nhà vô địch cờ vây thế giới Lee Sedong. Công nghệ in 3D đã chạm tới lĩnh vực tưởng như khó nhất là y tế. Lần đầu tiên, một ca phẫu thuật đốt sống cổ được thực hiện thành công trong năm ngoái, với chiếc đốt sống cổ được thay thế bằng công nghệ in 3D. Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp. Câu hỏi lớn bây giờ là con người sẽ làm gì để thích nghi với những tiến bộ và cả thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp này. Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, robot sẽ thay thế con người hoàn toàn. Chỉ cần số hóa hay là robot hóa nền sản xuất, các công ty đã có cơ hội để đưa sản xuất trở về nước mình, giành lại công việc từ các nước có giá nhân công thấp. Đây cũng chính là lý do quan trọng nhất khiến chính phủ nhiều nước hết sức quan tâm và lập ra các chiến lược 4.0 cho riêng mình. Từ năm 2011, Đức đã đưa ra chiến lược công nghiệp 4.0, tạo ra một khuôn khổ chính sách chặt chẽ, thiết lập vị thế là nhà cung cấp các hệ thống sản xuất tiên tiến hàng đầu thế giới. Chính phủ Hàn Quốc lên kế hoạch cung cấp vốn cho hơn 2.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm nay để thúc đẩy sự thành lập của những nhà máy thông minh, nơi mà dây chuyền sản xuất được tự động hóa hoàn toàn, máy móc và hệ thống thông minh được kết nối. Năm 2015, Trung Quốc đưa ra chiến lược công nghiệp Made in China 2025,
mục tiêu biến Trung Quốc thành người khổng lồ về sản xuất bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến như robot, cảm biến và trí tuệ nhân tạo. Dự kiến vào năm 2020, Trung Quốc có khả năng sản xuất 100.000 robot mỗi năm. Một phần trong chiến lược xây dựng quốc gia thông minh của Singapore là nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong thời kỳ của cách mạng công nghiệp thứ tư. Chính phủ Singapore dành 450 triệu đô la Mỹ trong 3 năm tới để phát triển ứng dụng robot phục vụ đời sống. Thưa quý vị, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mang lại những thay đổi sâu sắc đến mức chưa bao giờ trong lịch sử con người đứng trước nhiều cơ hội lẫn rủi ro như thế. Vâng, robot hóa về trí tuệ nhân tạo trong cuộc cách mạng lần thứ tư sẽ tước đi việc làm của người lao động thuộc nhiều ngành nghề như là dệt may, dịch vụ, giải trí, cho đến y tế, giao thông, giáo dục. Những yếu tố mà các nước như Việt Nam từng coi là ưu thế như lực lượng lao động, thủ công trẻ, dồi dào sẽ không còn là thế mạnh nữa. Một vấn đề thứ hai là an ninh và quyền riêng tư cũng là những thách thức lớn của kỷ nguyên 4.0. 1/3 dân số thế giới hiện nay sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để kết nối, học hỏi và chia sẻ thông tin. Bất cứ hoạt động nào của chúng ta, từ việc tìm kiếm Google, mua hàng bằng thẻ, like trên mạng xã hội đều để lại dữ liệu có thể phân tích. Thậm chí người ta còn khẳng định rằng, chỉ cần 10 like trên Facebook, máy tính đã hiểu bạn hơn cả đồng nghiệp của bạn. Sau 70 like hiểu rõ hơn cả bản thân. Và sau hơn 300 like hơn cả vợ hoặc chồng của bạn. Cuộc cách mạng 4.0 là một tất yếu của tiến trình sản xuất. Không đứng ngoài xu thế, Việt Nam cũng đã manh nha bước vào cuộc cách mạng công nghiệp này. Mà theo đánh giá, cơ hội lớn nhất của chúng ta là đã xây dựng được nền tảng Internet, nền tảng viễn thông tiên tiến trong 20 năm qua. Kỷ nguyên 4.0, mỗi cá nhân sẽ luôn phải học các kỹ năng mới. Mỗi chính phủ sẽ phải thích nghi để tận dụng thành quả của cách mạng công nghệ này. Và phần trình bày của tôi xin dừng lại tại đây. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với các tin tức khác. Xin cảm ơn biên tập viên Nguyệt Hà. Xin được chuyển sang các nội dung khác.